tạp chí xã hội. Từ gần 2 năm nay, thanh thiếu niên ở Hàn Quốc phải trải qua nhiều khó khăn, xáo trộn vì đại dịch COVID-19. Các biện pháp giãn cách xã hội đã vô tình khiến cuộc sống của họ vốn đã nhiều áp lực giờ trở nên trầm trọng hơn. Nhiều thiếu niên cảm thấy cô đơn, bất ổn về tâm lý khi không được tới trường. Còn thanh niên phải đối mặt với nạn thất nghiệp, thị trường lao động lâm vào cảnh bế tắc. Do đợt dịch thứ tư bùng nổ, Hàn Quốc đang áp dụng mức độ giãn cách xã hội cao nhất cấp 4 tại khu vực thủ đô Seoul và cấp độ 3 ở các khu vực khác trên toàn quốc. Theo quy định, các quán cà phê, ăn uống, khu vực giải trí chỉ được mở cửa tới 22 giờ và người dân không được tụ tập quá 2 người sau 18 giờ. Tuy nhiên, đợt dịch hiện tại căng thẳng hơn do biến thể Delta dễ lây lan, nên dù đã áp dụng giãn cách xã hội, số ca nhiễm tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao đáng báo động. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn lên trên mức 2.000 ca trong những ngày gần đây. Tính đến ngày 30 tháng 9, Hàn Quốc có gần 311.300 ca tính từ đầu mùa dịch. Sau thời gian đầu chậm triển khai tiêm phòng như nhiều nước châu Á khác, Hàn Quốc đã tăng tốc, hiện có khoảng 76,6% dân số đã tiêm ít nhất một mũi tính đến ngày 1 tháng 10 và 50,1% người dân đã hoàn thành tiêm chủng. Tuy đạt mục tiêu 70% dân số hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vào trước kỳ nghỉ lễ Trung Thu, nhưng tốc độ tiêm chủng lại đang có xu hướng chững lại. Tình trạng giãn cách xã hội kéo dài và không được đến trường đã gây cho các em học sinh tâm lý cô lập và bất ổn. Số lượng thanh thiếu niên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ hoặc các bệnh liên quan đến trầm cảm đã bùng nổ. Theo một cuộc khảo sát với hơn 7.000 người từ 9 đến 24 tuổi, 48% số người được hỏi cho biết cuộc sống học đường năm 2020 của họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Ngoài ra, mức độ căng thẳng trong học tập đã tăng lên đối với hầu hết học sinh và điều này đặc biệt cao đối với những người từ 13 tuổi trở lên. Về các mối quan hệ cá nhân, hơn 26% học sinh được hỏi cho biết không còn giao lưu với bạn bè nhiều như trước do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Việc học trực tuyến cũng khiến thời lượng sử dụng Internet của thanh thiếu niên tăng, làm dấy lên lo ngại rằng những người trẻ tuổi có thể bị nghiện Internet và điện thoại thông minh. Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin cho biết khoảng 25% thanh thiếu niên ở Hàn Quốc được coi là phụ thuộc vào điện thoại thông minh. Theo số liệu thống kê do Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia cung cấp, thì số bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoảng sợ ở độ tuổi vị thành niên là hơn 4.500 người vào năm 2020, tăng gấp đôi so với 4 năm trước. Số bệnh nhân thanh thiếu niên liên quan đến trầm cảm cũng tăng 64% so với cùng kỳ, lên tới gần 30.000 người vào năm 2020. Các chuyên gia cho rằng việc nhà nước tập trung triển khai các biện pháp giãn cách để chống dịch đã ảnh hưởng tới tâm lý đối với thanh thiếu niên. Khi được hỏi về việc học online, Vũ Hà Anh, du học sinh tại trường Đại học Gyeonggi trả lời. Khi đại dịch Covid diễn ra tại Hàn Quốc, không chỉ cuộc sống sinh hoạt của em mà những bạn du học sinh khác cũng bị thay đổi nhiều. Ví dụ như từ học trực tuyến trên trường thay bằng các tiết học online, được làm thêm vì dịch Covid mà không có nhiều như trước, bị cắt giảm giờ làm, thậm chí không có việc làm thêm. Hay như theo bạn Nguyễn Đức Tùng cho biết. Về vấn đề học online thì nội dung bài học khó bởi vì là có rào cản ngôn ngữ, cho nên là rất khó tập trung vào bài học. Vì vậy mà chất lượng học tập có thể là bị giảm sút. Tiếp là vì là học online là không có cơ hội giao lưu với cả làm quen với các bạn Hàn Quốc. Và cả một kỳ học thì chỉ có nghe giọng của giáo sư. Thì có những giáo sư giảng trực tiếp qua ứng dụng Zoom thì có thể trao đổi trực tiếp được. Nhưng mà có những giáo sư thì quay sẵn bài giảng, nên là việc trao đổi với giáo sư có thể là hơi khó khăn. Đợt dịch thứ tư đã làm giảm việc làm trên thị trường lao động và giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt khủng hoảng kinh tế này. Theo tờ báo Korean Times, năm 2020 có 370.000 thanh niên thất nghiệp. Những người làm việc ít hơn 36 giờ một tuần và muốn làm việc nhiều hơn, không được tính vào số liệu thất nghiệp thì cũng đã tăng gần gấp đôi so với năm 2016, lên tới 149.000 người vào năm 2020. Trước khi xảy ra dịch COVID-19, tìm được một công việc ổn định tại Hàn Quốc là cả một cuộc chiến dài hơi. Sinh viên vừa tốt nghiệp phải mất trung bình 10 tháng để có được công việc đầu tiên. Thậm chí, nhiều người bỏ nhiều năm để chuẩn bị xin việc như luyện thi công chức, lấy thêm bằng hoặc chứng chỉ hành nghề. Giới trẻ Hàn Quốc chỉ ưa chuộng những công việc ổn định tại các tập đoàn lớn hoặc tại các cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, hiện rất khó để có được một công việc như vậy bởi rất hiếm. Theo một cuộc khảo sát với 500 doanh nghiệp hàng đầu đất nước, chỉ có 121 doanh nghiệp có kế hoạch thuê lao động mới trong nửa cuối năm 2021. Trong số 5 tập đoàn hàng đầu Samsung, Hyundai, Moto, SK, LG và Lotte, chỉ có Samsung có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng ồ ạt những người tìm việc trẻ mới ra trường. Trả lời phỏng vấn ở báo Naver News, một người xin ẩn danh 28 tuổi, làm thêm tại một nhà hàng sau khi tốt nghiệp đại học, gần đây thấy bất lực với công cuộc tìm việc. Dù có cố gắng đi nữa thì cũng không thể xin được việc, khiến tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã thất bại. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã hàng chục lần nộp đơn xin việc vào các công ty, nhưng rất nhiều lần bị loại ngay từ vòng hồ sơ. Vì COVID-19 mà ngày càng khó được kiếm công việc ổn định, giá nhà thì lại tăng cao, khiến tôi không còn động lực sống, cùng với suy nghĩ cứ luẩn quẩn là liệu tôi có phải đi làm thêm cả đời như vậy hay không. Anh Kyo Dong hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Gyeongbuk cho biết. Tác động lớn nhất của đại dịch COVID-19 là đến thị trường việc làm. Đại dịch COVID có ảnh hưởng lớn tới thế hệ của chúng tôi. Tìm việc trước đây vốn đã khó, nhưng nay lại càng khó hơn. Nhiều người bạn của tôi đã phải rất khó khăn mới nhận được việc làm. Về phía tôi là một nghiên cứu sinh không thể đi nước ngoài để tham gia hội thảo. Tôi có cảm tưởng như bị nhốt trong phòng thí nghiệm ngày qua ngày vậy. Dù tôi có thể tự học, nhưng lẽ ra tôi đã có thể có nhiều cơ hội hơn để học từ người khác nếu không có dịch bệnh. Đây cũng là khó khăn của bạn Lê Anh Thư, du học sinh Việt Nam. Trong thời kỳ giãn cách thì các quán ăn cũng phải đóng cửa sớm hơn bình thường. Một số quán bán hàng do lượng khách ít nên cũng bị cắt giảm nhân viên. Chính vì như thế, trong thời điểm này, du học sinh rất là khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm thêm. Bên cạnh đó thì phía trường cũng không hỗ trợ về học phí hay là hỗ trợ về học bổng, sinh hoạt phí cho học sinh hoặc là du học sinh. Thế nên cuộc sống của du học sinh thời điểm này rất là khó khăn. Đối mặt với nạn thất nghiệp trong đại dịch, chính quyền Seoul nhiều lần thảo luận về các cách tạo việc làm mới cho thanh niên. Đây là một vấn đề hệ trọng, vì nếu thanh niên tìm việc không được tham gia thị trường lao động đúng lúc, có thể sẽ trở thành một thế hệ mất mát, giống như nhiều người đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 97-98. Chính phủ tuyên bố sẽ tạo thêm 550.000 việc làm cho thanh niên và người có thu nhập thấp, bao gồm việc làm từ xa, ngành nghề công nghệ và các vị trí trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo trang Korean Times, nhờ vào quyết định phân bổ 10.000 tỷ won, tương đương với 8,2 tỷ đô la, để hỗ trợ việc làm, thì dù vào tháng 8 năm 2021 vẫn có 744.000 người thất nghiệp, nhưng con số này đã giảm 120.000 người so với cùng kỳ năm trước. Thực ra, ngay từ đầu mùa dịch, Bộ Việc làm và Lao động đã xuất ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có mục đích tránh tình trạng sa thải nhân viên. Tháng 9 năm 2021, chính phủ Hàn Quốc đã trích 11.000 tỷ won từ Quỹ Cứu trợ Thảm họa để cố gắng khôi phục phần nào nền kinh tế đang suy sụp vì đại dịch kéo dài. Nhờ chính sách này, khoảng 88% dân số được hưởng khoảng trợ cấp 250.000 won, tức 214 đô la cho mỗi cá nhân. Chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in hết sức chú ý giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Từ tháng 3 năm 2020, Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp EECM được triệu tập họp hàng tuần để giám sát nền kinh tế và quyết định các phản ứng chính sách. Một trong những chính sách quan trọng là kế hoạch thỏa thuận mới của Hàn Quốc được công bố tại EECM lần thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2020. Chính sách này gồm 3 mục tiêu chính, trong đó có cải cách thị trường lao động. Bằng những chính sách này, Hàn Quốc đang từng bước cải thiện tình hình kinh tế chung và thị trường lao động, quyết không gục ngã trong cuộc chiến lâu dài với đại dịch.